tôi cũng thấy là thật ra các đội phía Nam cũng bị thiệt thòi. Tại vì nói chứ có va nó sẽ giúp cho trọng tài và giúp cho sự công bằng của hai đội bóng. Trọng tài là những người thổi trận đấu và đôi lúc cầu thủ sẽ có những cái khi mà có những cái bức xúc hay là trong khu vực của ban huấn luyện. Các bạn nếu là huấn luyện viên ngồi trong khu vực ban huấn luyện lúc nào cái nhiệt độ rất là cao thì tôi nghĩ rằng là ban tổ chức cũng phải sắp xếp cái va thay vì 4 xe ngoài đó thì phải chuyển vào trong này 1 xe làm trong phía Nam thì nó sẽ có cái công bằng hơn. Câu lạc bộ Nhân Bình Định là tham gia cái giải V-League thì luôn tuân thủ các cái quyết định của trọng tài. Và trọng tài đã dùng trọng tài VAR để sử dụng trọng tài VAR để bắt cái lỗi việt vị của Leonardo thì tôi nghĩ là điều đó là chính xác. Chúng tôi không có vấn đề gì để bàn cãi. Sau 3 vòng đấu, công nghệ VAR đã được sử dụng trong 10 trận đấu tại Nai Wup V-League 1 2023-2024. Như một thực tế đã thấy trong nhiều giải đấu hàng đầu của thế giới, VAR không tránh khỏi được những phàn nàn bên cạnh những lời ngợi khen. Nhưng trên tất cả, VAR là cần thiết và sớm hay muộn để mang tính công bằng cho tất cả các trận đấu của giải đấu hạng cao nhất Việt Nam. Thấu hiểu được điều đó, VPF đã có những bước chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của hành trình phủ VAR tại Việt Nam. VPF hiểu được rằng lực lượng 18 trọng tài khóa đầu tiên là không đủ nếu như VAR được sử dụng trong tất cả các trận đấu của Nai Wup V-League 1 2023-2024. Sáng 13 tháng 11, lớp đào tạo khóa trọng tài VAR khóa 2 giai đoạn 2 được khai mạc tại phòng họp số 2 Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Khóa học này được giảng dạy bởi 4 giảng viên Việt Nam gồm ông Đặng Thanh Hạ, trưởng ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Võ Quang Vinh, phó trưởng ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Võ Minh Trí, ông Phạm Mạnh Long. Giảng viên của FIFA cũng đã hỗ trợ, đó là ông Tamer Dori Abdel Salam sẽ có mặt đào tạo trực tiếp cho các trọng tài Việt Nam từ ngày 14 tháng 11. Ngay từ đầu chúng ta đã nhận thấy rằng cái lực lượng trọng tài VAR là không đủ. Nếu chúng ta áp dụng 7 trận VAR một vòng đấu chúng ta cần nhiều hơn nữa, cho nên trong ngay từ đầu, ngay khi mà khóa học 1 đó, khóa học VAR thứ nhất diễn ra thì ban trọng tài và Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như công ty VPF đã tính tới cái việc mà chúng ta tiếp tục đào tạo và đó cũng là yêu cầu của FIFA. Vậy thì cái khóa học này ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như công ty VPF đã chọn 13 trọng tài để chúng ta tiếp tục đào tạo khóa 2 để mong rằng các bạn này sẽ được cấp bằng như những cái bạn ở khóa học trước. Tại khóa học lần này, các trọng tài, trợ lý trọng tài sẽ tiếp tục làm quen với công nghệ VAR tại phòng lab. Toàn bộ thời gian học tại lớp học, các học viên sẽ có những bước làm quen với hệ thống VAR và hoàn thành 2 bước học bao gồm làm quen công nghệ VAR trên hệ thống mô phỏng và ứng dụng công nghệ VAR ở mức độ 1 với các tình huống đơn giản, dài từ 3 đến 5 phút. Đây là giai đoạn chiếm phần lớn thời gian trong 10 ngày đào tạo. Cụ thể, sẽ có tổng cộng 9 phiên học mỗi ngày cho 3 đối tượng học viên gồm trọng tài VAR, trợ lý trọng tài VAR và kỹ thuật viên. Mỗi phiên học bao gồm 25 clip ngắn. Các khóa học đều giống nhau, về chương trình nội dung, các bước đi thì giống nhau. Và FIFA vẫn là những người đào tạo chúng ta. Cho nên ngay từ đầu FIFA cũng đã cử giảng viên sang. Và các bước đều có giảng viên FIFA theo chúng ta. Để họ là những người theo dõi và cấp bằng cho chúng ta. Cho nên họ sẽ theo dõi chúng ta từ đầu tới cuối. Với không phải là mình em mà tất cả các bạn trọng tài thì nó cũng sẽ là một cái hành trang để anh em khi mà được đào tạo, được có các kiến thức rồi. Và khi đó, khi mà được cấp chứng nhận của FIFA thì anh em sẽ được đồng hành và sẽ áp dụng vào các trận đấu và được tham gia khi mà có chương trình VAR được áp dụng. Nói chung là cái chương trình, cái khóa học còn rất là dài. Để đạt được như khóa học trước thì chúng ta thời gian sẽ rất dài mà theo kế hoạch thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như VPF tính là chúng ta sẽ kết học trong năm 2024. Xem V-League đi nhất trên FPT Play. Quãng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, ở khóa đào tạo đợt 1, Việt Nam đã có 18 trọng tài và trợ lý trọng tài hoàn thành khóa đào tạo VAR được FIFA cấp chứng chỉ. Công ty VPF với nguồn vận động tài trợ từ tập đoàn Hoành Sơn đã trang bị 2 xe VAR đạt tiêu chuẩn FIFA đưa vào áp dụng tại các trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia từ cuối mùa giải 2023.
Lớp đào tạo trọng tài VAR khóa 2 được tổ chức với mục tiêu chuẩn bị đầy đủ về số lượng cũng như chất lượng nhân sự để hướng tới mục tiêu tất cả các trận đấu tại giải vô địch quốc gia được áp dụng VAR sau khi có thêm 2 xe VAR do FIFA tài trợ về tới Việt Nam. Nhưng câu hỏi được đặt ra với VPF cũng như là VFF, họ sẽ phân bổ nhân sự như thế nào trong trường hợp 7 trận đấu của V-League đều sẽ sử dụng VAR? Về mặt lý thuyết, sau khi lớp đào tạo thứ 2 của VPF được hoàn thành với 100% các trọng tài được FIFA chấp thuận, Việt Nam sẽ có 31 trọng tài được tham gia các trận đấu có sử dụng công nghệ. Nhưng việc sắp xếp nhân sự không đơn giản như phép tính 7 trận đấu nhân 3 trọng tài. Tính đặc thù của việc phân công nhiệm vụ các trọng tài theo địa phương sẽ là thử thách lớn. Hiểu đơn giản, những trường hợp như trọng tài Hoàng Ngọc Hà sẽ không được cầm còi các trận đấu của bà đại diện đến từ Hà Nội như Công an Hà Nội, Hà Nội FC và Viettel. Tương tự, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải và Hoàng Thanh Bình đến từ Hải Phòng sẽ không điều hành các trận đấu có đại diện của thành phố Hoa Phượng Đỏ. Từ bài toán này, VPF đã tìm ra lời giải để sắp xếp các trọng tài điều hành các trận đấu có VAR cho tới lúc này cũng như trong tương lai. Phương án được đưa ra là các trọng tài sẽ được nhận nhiệm vụ khác nhau trong 2 trận đấu liên tiếp diễn ra ở các địa phương gần nhau trong cùng một vòng đấu. Bởi vì các trọng tài VAR không chỉ có là chuyên ngồi trong xe VAR mà còn họ còn phải ra sân. Có lúc có trận hôm nay họ phải thổi ở trên sân, họ trọng tài chính trên sân hoặc là họ trợ lý ở trên sân. Rồi tuần tới họ vào ngồi VAR hoặc ngồi hạ VAR. Như vậy chúng ta thấy là cái số lượng nó rất lớn mà chúng ta hiện nay chưa đáp ứng đủ. Cho nên hơn nữa chúng ta mới là những bước đầu tiên, cho nên ban trọng tài hết sức thận trọng, không thể áp dụng hết tất cả được, mà chọn những trận nào tương đối có thể là thấy trước những khó khăn trọng tài chính sẽ gặp phải, cho nên ban trọng tài sẽ chọn những trận đó để chúng ta áp VAR. Vòng đấu đầu tiên mùa giải 2023-2024, trọng tài VAR trận đấu Hải Phòng Hoàng Anh Gia Lai là ông Dương Hữu Phúc, trợ lý trọng tài VAR là ông Hoàng Ngọc Hà. 2 ngày sau, ông Hoàng Ngọc Hà đảm nhiệm vị trí trọng tài VAR, ông Dương Hữu Phúc đảm nhiệm vị trí AVA. Bước sang vòng đấu thứ 2, ông Dương Hữu Phúc đảm nhiệm vị trí trọng tài thứ 4 trận đấu Viettel Đông Á Thanh Hóa ngày 27 tháng 10. Đến ngày 29 tháng 10, trọng tài năm nay 30 tuổi tiếp tục đảm nhiệm vị trí trọng tài VAR trong trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng. Tương tự như trọng tài Hữu Phúc, các trọng tài khóa đào tạo VAR khóa 1 như Ngô Duy Lân, Hoàng Ngọc Hà cũng liên tục đảm nhận công việc gối đầu theo từng vòng đấu với nhiệm vụ trong các trận đấu có VAR. Hiểu một cách đơn giản, ban trọng tài VFF và công ty VPF đã lên sẵn các phương án xoay tua trọng tài trong 10 trận đấu có VAR ở 3 vòng đấu đã qua của Night World V-League 1 2023-2024. Đồng thời cũng như một sự chuẩn bị cho cả 7 trận đấu trong tương lai của V-League 1 được phủ VAR xuyên suốt các sân cỏ từ Bắc tới Nam. Xem V-League đỉnh nhất trên FPT Play. FIFA sẽ trang bị thêm cho chúng ta 2 xe VAR. Lúc chúng ta có rồi thì chúng ta trở thành 4 xe VAR. Về mặt phương tiện kỹ thuật, chúng ta có thể áp một lúc 7 trận đấu, một tuần 7 trận đấu với 4 xe VAR. Tuy nhiên là con người, mà đặc biệt là trọng tài VAR và các kỹ thuật viên để điều hành máy móc ở trong cái xe VAR đó. VPF đã sẵn sàng với phương án con người đón đầu cho tương lai gần khi 2 xe VAR tiếp theo cập bến Việt Nam. Khi đó, 4 xe VAR sẽ là đủ để tất cả các trận đấu tại V-League 1 được áp dụng. Sự chuẩn bị nhân sự đã sẵn sàng từ phía VPF cũng như VFF. Và khi những xe VAR tiếp theo xuất hiện, giải đấu sớm thôi sẽ được phủ VAR lên tất cả các trận đấu. VAR của Việt Nam là VAR ở mức cơ bản. Có nghĩa là chúng ta được, cái này là VAR được FIFA chấp nhận, có nghĩa chúng ta có thể sử dụng được. Nhưng rõ ràng chúng ta có 8 góc quay, 8 góc máy thì nó chưa thể nào cho những hình ảnh hoặc là cho những cái góc nhìn tốt nhất cho trọng tài trong một số tình huống rất khó. Vậy thì về mặt phương tiện á, thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Chỉ có 8 máy thì đành chịu. Về nguyên tắc, còn nguyên tắc khi VAR đã kiểm tra mà không có góc nhìn tốt, rõ ràng thì trọng tài chính trên sân quyết định như thế nào thì chúng ta phải tôn trọng quyết định của họ. Đó là nguyên tắc của VAR. Chứ không thể nào ở trong phòng VAR thấy mập mờ không thấy rõ mà bắt trọng tài chính vào coi để quyết định được. Đó là nguyên tắc. Tôi nói lại là
khi VA không tìm được góc nhìn tốt nhất để chỉ ra một cách rõ ràng thì quy định trên sân của trọng tài phải được tôn trọng. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.